Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng, ký bút danh LT đăng trên báo Sự thật số 109. Bác cho rằng cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ. Trong bài viết Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng, viết tháng 4 năm 1949, bác chỉ rõ có những cán bộ tưởng rằng nếu công khai phê bình những khuyết điểm của mình thì sẽ có hại, vì kẻ địch sẽ lợi dụng để phản tuyên truyền, giảm bớt uy tín của đoàn thể và chính quyền, làm mất thể diện của cán bộ đã phạm khuyết điểm ấy. Chỉ phê bình qua loa ở nội bộ là đủ rồi. Rồi bác nhắc nhở, thế là tưởng lầm, thế là ốm mà sợ thuốc, thế là không hiểu ý nghĩa và lực lượng phê bình. Người lý luận, nếu không muốn để kẻ địch phản tuyên truyền thì không gì hơn là tránh các khuyết điểm, sửa chữa khuyết điểm. Một khi đã phạm khuyết điểm thì dù mình muốn bưng bít, người ta cũng biết. Phải nhớ câu tục ngữ, sừng có vạch, vách có tai. Bác cho rằng một đoàn thể hoặc chính quyền mà che giấu khuyết điểm của cán bộ mình là một đoàn thể hoặc chính quyền yếu ớt, thoái bộ. Đoàn thể và chính quyền có can đảm vạch rõ khuyết điểm của cán bộ mình, có phương pháp sửa chữa cho cán bộ thì uy tín chẳng những không giảm bớt mà lại thêm cao. Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ. Việc phê bình phải từ trên xuống và từ dưới lên. Cấp trên phê bình chưa đủ, đồng chí đồng sự phê bình chưa đủ, phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa thì sự phê bình mới hoàn toàn. Với bác Hồ, người đời ai cũng có khuyết điểm, có làm việc thì có sai lầm. Chúng ta không sợ có sai lầm khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa những sai lầm và khuyết điểm. Theo bác, thang thuốc hay nhất để sửa chữa sai lầm và khuyết điểm ấy một cách tốt nhất chính là thường xuyên nghiêm chỉnh thực hành phê bình và tự phê bình. Trong bối cảnh hiện nay, nhận thức được những nguy cơ bên trong ảnh hưởng trực tiếp chất lượng cán bộ đảng viên và hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đảng ta đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời chỉ đạo để công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc. Tuy vậy, vẫn có những lúc, những nơi, những cán bộ chưa thật sự làm đúng, đủ chất lượng công tác tự phê bình và phê bình. Thực tế vẫn còn hiện tượng trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm. Khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Cũng từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, để tự phê bình và phê bình thực chất và hiệu quả thì điều quyết định chính là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nguyên tắc này. Ngoài ra, trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy phải có thái độ nghiêm túc, kiểm điểm, đánh giá đúng ưu nhược điểm của các cấp ủy viên, các đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt để kịp thời sửa chữa sai sót, yếu kém, đồng thời nói phải đi đôi với làm, nghĩa là nghiêm túc sửa chữa ngay sau khi tự phê bình và phê bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, suy ngẫm thấu đáo, nêu cao trách nhiệm, thường xuyên phê bình, tự phê bình, phấn đấu trở thành đảng viên tốt theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện cao nhất tinh thần của người đảng viên, góp phần xây dựng đảng ta luôn thực sự trong sạch, xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng của nhân dân. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.